ngày 28 tháng 1 tới đây, lễ khai quang đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới sẽ diễn ra tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Đây sẽ là một sự kiện văn hóa tâm linh được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại núi Bà Đen. Tòa là ở độ cao hơn 900 m trên đỉnh núi Bà Đen. Đại tượng Phật Di Lặc khổng lồ có chiều cao 36 m, chiều rộng lớn nhất 45 m, diện tích bề mặt tượng 4.651 m vuông, nặng 5.112 tấn. Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. So với những bức tượng Phật di lạc lớn nhất trên thế giới được kiến tạo từ đá, cả về chiều cao và trọng lượng, Đại tượng Phật Di Lạc tại núi Bà Đen là bức tượng Phật Di Lạc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.